Không biết lý do gì tự nhiên hướng nhân đến cái chỗ xét ướt này luôn mọi người. Tự nhiên có một cái cảm giác gì đó nó hơi lạnh lạnh. Bởi vì xung quanh đây có vẻ như gần như là những cái người đi tham quan rất là ít người vô cái khu này mọi người. Vẫn đang mọc chứ không phải là bình thường đâu mọi người, rất là lạ luôn. Xin chào tất cả mọi người, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại thì Nhân đang có mặt tại Sài Gòn. Thì hôm nay thì Nhân sẽ quyết định là đi khám phá một nơi, đó là một cái bảo tàng gần như là lớn nhất của Sài Gòn á. Thì ở đó thì chứa rất là nhiều những cái hiện vật có giá trị về lịch sử, đó là Thảo Cầm Viên. Và bên ngoài những cái giá trị vật chất về lịch sử thì ở trong bên trong Thảo Cầm Viên còn có một cái điều khá là bí ẩn, đó là xác ướp của một người phụ nữ mà hiện tại thì khoa học của Việt Nam thì vẫn đang nghiên cứu về cái xác ướp này, vẫn chưa có lời giải đáp. Vì vậy mà hôm nay thì Nhân quyết định là Nhân sẽ cùng với mọi người sẽ đến Thảo Cầm Viên và tận mắt chứng kiến xem thử là xác ướp này như thế nào. Và bây giờ Nhân mời tất cả mọi người hãy đồng hành cái video này cùng với Nhân nha. Được thôi mọi người. Đây là một chiếc thuyền mà Nhân nhìn thoáng qua thì chiếc thuyền này được làm nguyên khối từ một cái cây rất là to mọi người. Và sau đó họ sẽ cưa cái cây đó ra làm hai, họ sẽ đục khoét sâu xuống. Nếu như mà Nhân đoán không lầm thì chiếc thuyền này được làm từ một loại cây, đó là cây dầu. Cây dầu thì thân của nó rất là to mọi người, và cái màu của nó là cái màu đây này, màu đặc trưng của cây dầu này. Bây giờ sẽ không phải để cho mọi người phải chờ đợi lâu nữa, Nhân sẽ đi tìm cái chỗ để xác ướp luôn nha mọi người. Bởi vì viện bảo tàng này cũng khá là rộng. À đây. Và không biết lý do gì tự nhiên hướng Nhân đến cái chỗ xác ướp này luôn mọi người. Tự nhiên có một cái cảm giác gì đó nó hơi lạnh lạnh. Bởi vì xung quanh đây
có vẻ như gần như là những cái người đi tham quan rất là ít người vô cái khu này mọi người. Ok, bây giờ Nhân sẽ đọc sơ lược qua cái này coi thứ ơi. Bởi vì mình cũng chưa có tìm hiểu về các xác ướp này cho kỹ lắm. Đây rồi, xác ướp được phát hiện năm 1994, xóm Cải, phường 8, quận 5. Theo nghiên cứu ban đầu, đây là một người phụ nữ Việt, dân tộc Kinh, thuộc tầng lớp quý tộc ở tuổi 60. Có tên luôn rồi mọi người, sao biết tên hay quá hả? Trần Thị Hiệu, mất vào năm 1869. Phải nói rất là tuyệt vời, bởi vì khi mà đào được một cái xác ướp vài trăm năm tuổi lên mà xác định được tuổi đời và cái năm mất luôn là phải nói là quá là tuyệt vời mọi người. Ok, bây giờ Nhân sẽ đi vào bên trong cái xác ướp. Ui, cảm giác rất là lạnh người luôn mọi người. Khu vực đây là gần như là không có ai dám vô đây tham quan luôn mọi người. Cái nhân quay gần lại cho mọi người xem nghe. Ở đây mình thấy có một điều rất là đặc biệt là tóc vẫn đang mọc ra nè mọi người. Wow. Tóc vẫn đang mọc chứ không phải là bình thường đâu mọi người, rất là lạ luôn. Nếu mà mình đoán không lầm thì những cái phần gỗ đây là phần gỗ mà hồi xưa là đóng quan tài luôn á mọi người. Vị này thì có dáng người rất là nhỏ nhắn, cao tầm hơn 1,5 m một xíu mọi người. Không biết có một cái điều gì đó rất là lạ mà khi mà mình đặt chân vô cái chỗ này mọi người này, cảm giác nó hơi lạnh lạnh, nó nổi sống lưng luôn. Hay là do mình tưởng tượng ra, hoặc là có thể mình có bị cảm giác đó mọi người. Khu vực này thì có rất là ít người mà đi vô đây luôn, không có luôn. Nãy giờ là mình ở trong này khá là lâu rồi mà không thấy ai dám đặt chân vô khu vực này luôn á mọi người. Có lẽ bây giờ mình chắc phải đi ra thôi mọi người. Bởi vì đứng ở một mình trong cái khu vực này cảm giác nó hơi lạnh lạnh. Nếu như mình đoán không lầm thì đây là cái đôi hài. Mấy trăm năm rồi nhờ vẫn còn nguyên vẹn. Rất là tuyệt vời.
Ở khu vực này là khu vực trưng bày những pho tượng Phật. Và bây giờ Nhân sẽ giới thiệu cho mọi người những pho tượng Phật rất là đặc biệt. Sau khi đến bảo tàng của Việt Nam, tôi lại ở Sài Gòn mọi người, thì Nhân phát hiện ra một pho tượng rất là giống với là một cái pho tượng ở chùa Hoa Viên mà clip đằng trước Nhân có làm mọi người. Rất giống. Thì ở đây có ghi là tượng người cầu nguyện. Dáng dấp rất là giống luôn mọi người, chỉ có khác nhau về kích thước thôi. Vậy là cái pho tượng đá ở chùa Hoa Tiên thì Nhân đã đoán đúng rồi, đó là cái văn hóa của người Chăm. Ở đây có một cái tấm bia đá mà có những cái ký tự
rất là lạ mọi người. Nhân đã xem rất là nhiều những cái ký tự trên những cái bia đá, nhưng mà đây là ký tự rất là đặc biệt mà chưa bao giờ mà Nhân được nhìn thấy. Nó rất là khác, nó giống như kiểu là ký tự tượng hình đó mọi người. Đây, giống như ký tự mà vẽ tượng hình đó, chứ không phải là chữ đơn thuần. Để mà so sánh thì nhìn qua cái tấm bia bên này nè mọi người này. Đây này, tấm bia bên này rất là khác luôn. Thì theo như Nhân nghĩ thì hai cái niên đại và hai cái nền văn hóa của hai cái tấm bia mà Nhân đưa ra đây thì nó sẽ chắc chắn là nó khác nhau. Ở đây gần như là giống như kiểu chữ tượng hình đó. Giống như vẽ hình người hình gì mọi người, động vật luôn này. Ok, bên này thì Nhân thấy có một pho tượng. Pho tượng này rất đặc biệt mọi người. Làm từ gỗ. Đây nè mọi người. Những cái lò gỗ này thì theo như Nhân nghĩ là đều là gỗ xưa hết đó mọi người. Trải qua hàng ngàn năm nhưng mà nó vẫn còn nguyên, không có gì gọi là hư hết mọi người. Đây nè, đây là một pho tượng nó cũng rất là lạ luôn. Đây là vũ khí của quân Tây Sơn nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Và tiếp theo bên này là vũ khí của quân Sim. Những hiện vật ở đây có giá trị lịch sử rất là cao. Bên đây là vũ khí của nhà Thanh.